Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dương Dê, mình là Mika đây. Và ngày hôm nay thì mình đang trên bàn đây là ba ứng dụng rất quen thuộc trong một video test game tiêu chuẩn của mình. Đó chính là AnTuTu, PUBG Mobile và Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến. Đó, thì đầu tiên mình sẽ vào cái AnTuTu để show điểm trước đã. Với cái chiếc máy như thế này thì chúng ta sẽ có là một cái điểm số lên tới là gần 900.000 điểm và GPU của nó sẽ dao động tầm khoảng là 354.000 điểm các bạn nhé. Đó, về cái mặt điểm số thì nói chung là nó quá tuyệt vời rồi. Và đây là phiên bản chạy chip Snapdragon 8 Gen 1 chứ không còn là con chip Exynos như trước nữa. Đó, dành cho thị trường Việt Nam luôn thì cũng là một điểm mà giúp cho chúng ta an tâm hơn rất nhiều. Mặc dù là đối với lại con chip Exynos 2200 thì năm nay nghe bảo rằng là có rất nhiều cái công nghệ mới, GPU mới các thứ này kia. Nhưng mà thôi, cứ tạm thời là Qualcomm trước cho nó an toàn đã. Còn sau này mà trên tay thì mình sẽ tiếp tục gửi đến cho bạn một video test game nữa với con chip Exynos 2200. Ok, trước khi đi vào chi tiết video thì mình cũng xin cảm ơn Clickbuy đã hỗ trợ cho mình chiếc Galaxy S22 Ultra này để thực hiện video. Mọi thông tin chi tiết các bạn cứ kích vào đường link phía dưới mô tả video để tham khảo nhé. Chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất, đến chơihay.vn. Ok, như vậy là nó đã vào game rồi. Và điểm chúng ta cảm thấy rất khó chịu ở đây đó chính là về việc cái phần loa nó được đặt ở cái chỗ phía bên trái đây. Thì khi mà chúng ta cầm ngang như thế này nó chắc chắn sẽ bị bịt lại. Còn nếu như các bạn cầm như thế này thì các bạn sẽ tì lên phần cộng phím tăng giảm âm lượng, thì âm lượng nó sẽ lúc lên lúc xuống rất khó chịu. Thì đây là một điểm mà chúng ta có thể nhìn thấy được luôn, dành cho những bạn nào thắc mắc về cái việc đó chính là mình đánh giá cái vị trí đặt loa này nó chưa thật sự là hợp lý trong video test game của Xiaomi 12. Đó, nhìn vào là sẽ thấy ngay cái điểm bất tiện rồi. Đáng lẽ nó đặt cái phần loa ở bên trên đây thì nó không có gì xảy ra cả, nhưng mà lại đặt ở phần dưới. Đó, đây là một điểm mà mình thấy là hơi bị thiếu tinh tế một xíu. Ok. Mới vào thì mọi thứ nó rất là trơn tru. Đó. Còn về cái trải nghiệm cầm nắm thì mặc dù ấy là nó cũng gọi là có cái phần nào đó là hơi bo cong ở cái chỗ bốn góc đây, nhưng mà khi cầm thì nó vẫn sẽ bị cấn các bạn nhé. Đây là một điểm mà không mấy dễ chịu trên những cái form thiết kế mà nó vuông vức như thế này. Nhiệt độ phòng hôm nay là khoảng 24 độ C các bạn nhé. Đây, 24 độ C. Đấy, cũng là một cái mức nhiệt độ gọi là chuẩn đó. Ngày thường thì mình bật điều hòa thì nó cũng sẽ dao động tầm đó. Những ngày nóng nực chứ. Thì nhìn chung là hy vọng là em này sẽ cho ra một cái trải nghiệm ấn tượng đây. Mình chơi em này cũng được 7 phút rồi. Thì mình thấy là nhìn chung là nó cũng sẽ hơi ấm ấm. Nó không hẳn là quá là gọi là nóng đâu. Chưa gì cả. Hy vọng rằng là cái bộ tản nhiệt trên cái dòng Galaxy S22 Ultra này nó sẽ cho ra một cái trải nghiệm tốt. Màn hình thì nhìn chung rất là đẹp rồi. Trải nghiệm cầm nắm của con này thì nếu như các bạn đã quen sử dụng như với lại những cái chiếc điện thoại nặng ấy, thì may ra mới thấy nó bình thường. Còn không thì sẽ thấy rằng là nó khá là nặng. Đó, cầm một tí là nó sẽ hơi mỏi. Mình thì may mắn là có cái phần bàn này để mình tì vào rồi, mình dựa vào rồi nên là cũng sẽ không thấy nó mỏi lắm. Nhưng mà vẫn có các bạn nhé. Nên mình nghĩ rằng là nếu như mà các bạn cầm ra giữa không như thế thì các bạn sẽ thấy rằng là nó nhanh mỏi đó. Đến bây giờ thì mình vẫn chưa ghi nhận được một hiện tượng khựng lát nào. Với cái việc mà cái chiếc máy này nó đang có cho chúng ta là một cái phần viền rất mỏng như thế, thì cái hiện trạng mà còn tì cái phần thịt ngón cái vào bên trong màn hình gây ra loạn cảm ứng thì không còn nữa các bạn nhé. Nên là giờ đây với những cái thiết bị nào viền mỏng thì chúng ta cũng đã thích nghi được hết với lại những cái sản phẩm khác từ trước đó rồi. Kiểu như là Galaxy S22 Ultra này viền mỏng cũng không có vấn đề gì đâu. Thao tác trên này rất là thoải mái, mình không có gặp bất cứ một cái trở ngại nào cả, ngoài cái việc là cái phần loa nó đặt ở vị trí hơi xa. Đấy. Còn về trải nghiệm âm thanh thì đối với mình thấy rằng là loa này nó cũng gọi là sao ta, nó không khiến cho mình cảm thấy quá là ấn tượng, tại vì nó cũng không khác biệt mấy so với những cái dòng Galaxy S21 series trước đó. Đó, nên là thành ra là mình thấy là nó cũng nó vẫn là như thế, nó vẫn tốt như thế các bạn nhé, chứ không có một cái gì đó để gọi là nó thể hiện cái sự nâng cấp vượt bậc ở đây cả. Còn đối với lại dòng iPhone 13 sau lại iPhone 12 ấy, thì mình thấy rằng là loa nó ấm hơn đó, và phần nào đó âm lượng nó to hơn khá là rõ ràng. Đấy, cho nên là thôi thì cơ bản là nó đã tốt sẵn rồi thì
có thể là nó tốt thêm một tí nữa nhưng mà chúng ta không nhận ra thôi. Đối với mình thì giờ đây mình thấy rằng là Samsung đã có một cái hướng đi rất là đúng đắn. Nhiều người họ cảm thấy thích Samsung vì việc đó chính là Samsung họ thay đổi thiết kế qua hàng năm đó. Tuy nhiên thì đó chỉ là những người mà mình nghĩ rằng là họ sẽ gần như là fan theo kiểu là về mặt công nghệ thôi, chứ họ sẽ không kiểu theo cái dạng là fan mà vừa thích về mặt công nghệ mà vừa thích ủng hộ nữa. Họ chỉ thấy rằng là Samsung là một thương hiệu luôn luôn là mới mình qua các năm như thế. Tuy nhiên thì với những người nào mà là fan Samsung và mua những thiết bị Samsung, đặc biệt là những thiết bị flagship, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cảm thấy cực kỳ khó chịu luôn với việc là Samsung qua hàng năm như thế, họ đổi thiết kế rất là nhanh, khiến cho thiết bị đời trước đó nhanh chóng bị lỗi thời và tụt giá rất nhanh, làm mất đi giá trị một con máy mà so với lại cái số tiền họ bỏ ra là không hề nhỏ chút nào cả. Đấy, nên là đó là lý do tại sao mà mình thấy rằng là wow, nhìn chung ấy là bây giờ là Samsung đã bắt đầu đi đúng hướng hơn. Galaxy S22 mình thấy là không thay đổi thiết kế thì cơ bản nó cũng đã tốt quá rồi, mà thiết kế đó đâu phải xấu đâu, nên là cần gì phải thay đổi, nó chỉ cần là tối ưu một tí nữa là được rồi. Đấy, với những thiết kế dòng flagship, những cái đồ sang trọng luxury, các bạn sẽ thấy rằng là qua các đời như thế, cái sự thay đổi của nó là rất ít. Tại vì một phần là để nó giữ cái giá trị của nó, và cái thứ hai đó chính là nó bảo vệ người dùng mua những cái sản phẩm đời trước. Mức giá không hề rẻ các bạn, các bạn nghĩ coi. Chơi từ nãy tới giờ là nó rất là mượt, cũng đã được 15 phút rồi, mình sẽ test nhiệt độ các bạn nhé. 43 độ à? 44 độ, wow, cũng gọi là hơi bị khủng đó nha. 44 độ. Đây. Và các bạn lưu ý rằng là đây vẫn chưa phải là một cái chiếc máy thương mại chính thức các bạn nhé. Hôm sau mình sẽ cố gắng là mượn một cái chiếc máy gọi là bán thương mại rồi. Bán thương mại thì tầm phải cuối tháng 2 mới có cơ, đầu tháng 3 đó thì mới có. Để mà chúng ta có thể test một cách nó chính thức hơn. Còn đây là những cái dòng máy đầu tiên thôi, cũng không hẳn gọi là demo nhưng mà nó gọi là những cái dòng máy đầu tiên, nên là khó mà có thể nói trước được. Sẽ có những cái vấn đề mà có thể là sau khi mà phát hành phiên bản thương mại Samsung mới fix đó. Còn đối với lại những phiên bản mà gọi là trên tay sớm như thế này thì chúng ta cũng đừng có vội kết luận các bạn nhé. Trong quá trình lái xe thì thi thoảng mình vẫn thấy là có những hiện tượng drop đó. Drop này drop không sâu nhưng mà thấy rất là rõ. Mình thì mình không sử dụng cái phần đo FPS nữa. Tại vì sao? Tại vì nó sẽ cho chúng ta chỉ có 10 phút đo thôi, mà trong khi test một tựa game như là PUBG Mobile ấy, chúng ta phải mất tới là 30 phút như thế, thì cái biểu đồ nó sẽ cứ bị ngắt quãng. Điều này khiến cho mình rất khó chịu. Đó, đó là lý do tại sao mà mình quyết định là không sử dụng cái app đó nữa. Rất là mất thời gian. 10 phút ban đầu nó chưa nói lên một vấn đề gì cả. Thì nói chung là tại vì đồ miễn phí cho nên là chúng ta cũng không có đòi hỏi được. Và mình quyết định chỗ nào drop thì mình sẽ đưa vào. Các bạn thấy rằng là từ trước đến giờ là mình đều đưa vào những cái hiện tượng drop, chứ không phải kiểu cứ giấu giếm làm gì. Con này drop thì nói drop, chứ cũng không phải là nhận tiền để mà khen con này. Nhưng mà được cái là dù sao ấy, với con chiếc Snapdragon 8 Gen 1 thì nó cũng đã cho ra một cái trải nghiệm nhìn chung là an tâm hơn. Mình chưa biết là tốt hơn con chiếc Exynos 2200 hay không, tại vì cần thiết bị để test. Nhưng mà nhìn chung là nó sẽ giúp cho chúng ta yên tâm hơn rất là nhiều. Loa bị vấn đề vị trí này mình cũng nói trong video rồi, chứ mình không phải là mình khen con này là một cái smartphone là chơi game toàn diện đó, tốt toàn diện đâu. Mình sẽ vào đây để test nhiệt độ các bạn nhé. Được 25 phút rồi. Ồ, phải gọi là ngồi rất là mỏi luôn đó. Mặt trước thì nó lại không quá nóng, thành ra là khi mình thao tác mình thấy nó rất là bình thường. Khung viền thì nhiệt nó cũng sẽ truyền ra khá nhiều, nhưng mà tại vì nó làm phẳng ấy cho nên mình cũng ít tiếp xúc vào đó. Cầm thì nó sẽ cảm giác nó vẫn nóng nhưng mà nó không khó chịu như là trên chiếc Xiaomi 12 đâu. Loanh quanh thì nó cũng sẽ tầm khoảng 43-44 độ, chứ không lên hơn được nữa. Đấy, 43 độ 5 như các bạn có thể thấy này. Tầm đó, không lên hơn được nữa. Cứ tưởng là nó sẽ nóng lên nữa nhưng mà trời ơi, 43-44 độ cho cái nhiệt độ phòng là 24 độ C thì mình thấy nó hoàn toàn là bình thường, không phải là quá nóng đâu. Tức là nó cũng không phải là mát nhưng mà nó cũng không phải là nóng. Ô bạn ơi. Này, chơi luôn đi. Chơi đi. Chơi đi. Chơi đi bạn. Dream Nam mà đã gọi là có cái thanh đỏ rồi là không có sợ anh nào cả. Vào mà chơi thôi.
Cảm giác chơi game trên Galaxy S22 Ultra năm nay là nó rất an tâm các bạn nhé. Rất an tâm luôn. Bùm. Về. Rồi, tha la bò đi hết, ta làm lại từ đầu. Thật sự là mình rất thích cái skin của Quang Vũ các bạn nhé. Stream Ram Quang Vũ, tuyệt vời. Đẩy trụ thôi nha, chơi rất là hiền hòa. Cái gì đây? Ôi. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Legendary. Ui cái anh này. Trời ơi, mình bị sết ra một cách rất là tiếc nuối luôn các bạn à. Sẽ test thử nhiệt độ luôn nha. Thật sự đối với tựa game này thì nó không quá nóng đâu. Cho cái nhiệt độ phòng là 24 độ C. Tầm đó, 38 độ ấy. Tổng kết lại thì nói chung là về cái điểm pin của cái con này ấy, về cái phần pin của con này là điểm mà mình chưa thật sự hài lòng lắm. Với viên pin có dung lượng là khoảng 5.000 mAh thôi. Còn những cái trải nghiệm khác liên quan về bóp Zimobi cũng như là liên minh điện thoại tốc chiến thì nó rất rất là mượt mà rồi. Không có gì để chê ở đây cả. Đó, và còn các bạn nghĩ sao về cái chiếc Galaxy S22 Ultra này thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video test game Genshin Impact siêu nặng sắp tới nhé.